tuyệt quan đệ tử đi hùng hai dây pha thanh gia hồi cung đệ tử con cưới đồng đốm tủ tiên văn văn hồng quan đệ ngũ tuần tuần tranh chiến văn võ đôi hà thiên minh văn mã hắc hắc mà kéo ra lệnh chiến thiên đôi vạn tư văn là sớm sông lên nước lại văn sớm sông lên văn tuần tấu đôi chép tiếp rõ ràng vì cho đôi châu trường sinh thank you.
dạo lòng khâm ban sắc tương chất ngân đình sang thiên vạn cổ anh mất linh đã bao phen đắp lì ô xây thành khắp miền xiên hải sông chảy đức long long để ngủ dạng ơi
sâu thẳm. Nước dấu cạn những con người đâu cạn, đang dấu mòn những gương sáng trên phủ Ninh Giang còn lưu dấu muôn đời. Ngôi đền thì cũng có đích giang ơi. Lập là ngôi đền thờ quan cẩn trọng, cảnh ngắm thay nhiều nơi lịch sử vốn đặt bày từ cổ vĩ lâu, bao phen mà xuất nhập trang đài vua ban chấp chấp chính người quan cai triều đình. Nốt tam đầu cuốn khúc trầu lên, lệnh qua lưng chỉ truyền tình quê đôi bên. Quan tuần chắc chắc giác ngựng lên trên sập rồi. Sắc ban phong ngại kim chi tam sống, hay chắc chắc tà sát kỳ quan chủ tinh. Tôn quan tuần ngài vạn phép muôn linh, kiên ngài cai quản tướng âm binh nhà trời. Vũ đồng ái minh quyền mong quý, đương nghi trời thì ý đoạn trao. Tôn quan tuần ngài hiển hách ai đang, ra tay tế độ trần gian con đường nhớ. Đừng nghi trời quan tính độ sinh nhân, đùng 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 nổi trận phong vân vân đồng ban dấu giúp dân quan trừ tàu. Khắp gần xa bách bách quan đều phục, ai có lòng được hưởng phúc hạ sang. Xin ai cách cách trở quang mà cầm cờ chỉ núi núi đã tan mây. Trong môn nghiền sáng phúc chủ tài, đồng đồng gia tín chủ ai ai cũng thỉnh thường. Hai nghìn cho buôn bán trăm đường, tiền tài lưu lát bạc vàng được để đắp. Nguyện thứ ba cho cánh hậu đặt lên, độ thanh đông còn được phú quý sang giàu. Nguyện thứ tư cho mạnh mạnh khỏe sống lâu, nhờ ơn quan lớn được phúc lâu giàu bền.